Chỉ là căn tánh của người có thông minh có ngu si, người mê thì từng chút tu luyện thành, mà người khai ngộ thì nhanh chóng đoạn tất cả trần lao, nhanh chóng đoạn tất cả vọng tưởng, nhanh chóng đoạn tất cả tập khí tật xấu. Người này tự mình nhận thức bổn tâm của chính mình, tự thấy bổn tánh, minh tâm kiến tánh, đến lúc thành công không có gì sai khác. Cho nên giả lập một cái đốn giáo tiệm giáo đó chỉ là giả danh mà thôi. Trừ thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trên chuyển xuống, trước hết là lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc bổn. Vô niệm nghĩa là trong khi niệm, lòng không động niệm. Vô tướng nghĩa là đối với sắc tướng, lòng lìa sắc tướng. Vô trụ chính là bổn tánh của con người. Đối với các điều lành dữ tốt xấu ở thế gian, cùng với kẻ thù, người thân, đối với lúc nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, xem cả thảy như không không, chẳng nghĩ đến việc đền ơn trả oán. Trong niệm niệm, lòng không nghĩ đến cảnh mình đã gặp trước. Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối tiếp nhau chẳng dứt, thì gọi là bị buộc ràng. Đối với các pháp niệm niệm, lòng không trụ vào đâu thì khỏi bị buộc ràng, ấy là vô trụ làm gốc. Giảng pháp môn đốn giáo mà tôi truyền dạy cho các ông từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nay đều lấy vô sở niệm làm tông, vô tướng làm bổn thể, vô trụ làm cơ sở. Cái gì gọi là vô tướng? Chính là ở nơi tướng mà ly khai tướng. Vô niệm chính là ở nơi niệm mà không chấp trước vào niệm. Vô trụ chính là bổn tánh của con người. Ở thế gian này, bất luận là thiện ác tốt xấu cho đến oán thù, hoặc là có quan hệ thân thích, hoặc là vì lời nói ngôn ngữ mà đôi bên dẫn đến sự công kích, khinh thường, dối gạt và tranh đoạt lẫn nhau, nên xem những điều này là không, không chấp trước, không nghĩ đến việc báo thù hoặc làm tổn thương đến người khác. Mỗi niệm không nên nghĩ về những sự việc quá khứ. Nếu các ông cứ mãi hồi tưởng về những niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm vị lai, niệm niệm tương tục không ngừng như sóng nước, đó chính là tự mình dùng dây trói buộc mình, tự trói buộc mình vào một chỗ mà không được tự do. Nếu các ông đối với vạn pháp niệm niệm không chấp trước, đó chính là không có bị trói buộc, chính là lấy vô sở trụ làm căn bổn. Chư thiện tri thức, ngoài lìa cả thảy các sắc tướng gọi vô tướng, đối với các sắc tướng mà năng lìa được sắc tướng chính là cái thể thanh tịnh của các pháp, ấy là lấy vô tướng làm thể. Giảng ngoài ly khai tất cả tướng gọi là vô tướng, năng ly khai tất cả tướng đó là diệu thể thanh tịnh của pháp, cho nên đây chính là lấy vô tướng làm thể. Trừ thiện tri thức, đối với các cảnh mà tâm chẳng nhiễm gọi là vô niệm, trong các niệm tưởng của mình tâm thường lìa cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. Bằng đối với trăm việc tâm chẳng nghĩ đến, các niệm tưởng đều bỏ hết, lúc một niệm cuối cùng dứt tuyệt thì chết liền và phải chịu đầu sanh chỗ khác. Cho nên đây là một sai lầm to lớn, người học đạo nên lấy đó mà suy ngẫm để tránh rơi vào con đường lầm lạc. Nếu chẳng biết cái ý chỉ của pháp, tự mình lầm thì còn khá, sợ e lại khuyên dạy người khác, tự mình mê mà chẳng thấy lại còn nhạo báng kinh Phật. Bởi vậy mới lập vô niệm làm tông. Giảng ở bất cứ cảnh giới nào tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm, trên niệm thanh tịnh của mình thường hay ly khai tất cả cảnh giới, chẳng ở trên cảnh mà sanh các tâm niệm nhớ tưởng hồi ức muôn vạn cảnh giới. Giả sử quý vị cho rằng muôn vật đều không nghĩ, mọi niệm đều phải diệt trừ, điều này đúng hay không? Đó lại là việc sai lầm. Cho nên nói chấp trước vào tướng là sai lầm, vô vi lại lạc vào không. Vậy thì làm thế nào đây? Ở chỗ này khó có thể thực hành. Nếu quý vị có thể làm được, đó chính là vô niệm. Một niệm đã đoạn không còn nữa, chẳng phải đã chết rồi hay sao? Vì không có niệm chính là đã chết, nhưng chết ở đây lại sanh về ở chỗ kia, cho nên đây là cách suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người muốn tu học đạo ở chỗ này cần phải đặc biệt chú ý suy ngẫm. Nếu như không nhận thức được chân nghĩa của pháp, tự mình sai lầm còn có thể. Nếu dạy những người khác cũng sai lầm theo mình thì không thể tha thứ được. Tự quý vị ngu muội, không những không có nhận thức tâm tánh của chính mình mà ngược lại hủy báng Phật kinh, nói Phật kinh giảng sai rồi. Thật là vì người đời ngu si vô trí, cho nên cổ đức phải lập vô niệm làm tông chỉ cho người học Phật. Trừ thiện tri thức, sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì người mê
miệng nói thấy tánh mà đối cảnh tâm còn vọng niệm, trong chỗ vọng niệm lại khởi tà kiến. Cho nên cả thảy các sự trần lao vọng tưởng đều do đó mà sanh ra.